Lạy Chúa, lối nào Chúa muốn con đi? Ngài ơi, bước nơi đâu nghĩ suy gì? Thời gian thăm thoát, trái tim già nua theo năm tháng, chẳng ngồn nhiên, chẳng bình yên bao giờ xa. Ngày kia Chúa mời gọi con bước đi, xóa bao sầu ua, chớ phân vân, chớ lo gì. Tình yêu Thiên Chúa đã làm con bừng tỉnh, lắng nghe lời Chúa đến con đường dẫn lối tâm linh. Trong hết thân mình nơi thập giá Chúa chờ đợi, vẫn mãi mến yêu con nhiều không ngơi. Trong tình yêu diệu vời như là đốt sáng soi cuộc đời, con nguyện theo Chúa chẳng rời, sẽ mãi vững tâm mà thôi. Con đường mà Chúa mời gọi sẽ trao đi thật nhiều lắm đây. Trên đường lữ thứ mọi mệt, Ngài đứng xa hãy trao sâu. Bên Ngài hạnh phúc thật nhiều, uống trên đắng tin mừng vui. nhiều lắm đây. Trên đường lữ thứ mọi mệt, Ngài đứng xa hãy trao sâu. Bên Ngài hạnh phúc thật nhiều, uống trên đắng tin mừng vui. Con đường dẫu có gập ghềnh vẫn sẽ Chúa vẫn mãi.